kinh tế Nhật lại sắp rơi vào giảm phát sau khi số liệu hôm nay công bố CPI tháng trước của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã dậm chân tại chỗ sau 2 năm có chuyển biến tích cực. CPI của Nhật đã đi ngang gần một năm nay do tác động của việc tăng thuế hồi tháng 4 năm ngoái. Số liệu mới nhất từ Ngân hàng Trung ương Nhật cho thấy càng ngày CPI càng rời xa mục tiêu 2%. Rổ CPI của Nhật bao gồm giá dầu nhưng lại không có giá thực phẩm tươi. Mặc dù tăng 2% so với cách đây một năm nhưng lại dưới kỳ vọng của thị trường là 2,1%. Quý tư năm 2014, Nhật tuyên bố thoát khỏi suy thoái, nhưng các chuyên gia đánh giá sự phục hồi này là khá mỏng manh. Ngoài ra, họ dự đoán BOJ có khả năng lại tiếp tục bơm tiền cho đến nửa năm 2015, theo kế hoạch kích thích kinh tế bắt đầu từ tháng 10 năm 2014.